Em xin chào anh Huy ạ, chào Ôi, chị Nguyệt xin chào em. và chào tất cả anh chị có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em tên là Lê Thị Thu Huyền ạ. Chào Huyền. Và hiện em là nhà phân phối ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa. Dạ, tại vì là chị đại lý em hỏi là chống nắng 250 khi mà lấy nhẫn ma sát thì nó chuyển sang màu đen. À. Còn cái chống nắng 365 thì nó bình thường, nó không có gì ạ. Thế nên là đúng em rồi. Chỉ hỏi cái phản ứng cái đó là nó lý do sao thôi ạ. Ừ, mới nói nãy xong. Này, titan dioxide, kẽm oxide, đúng không? Dạ. Mà đặc biệt là hai cái tầng này, hai cái này phải kim loại không? Nếu như em mài vô em mài cái nhẫn em ha lên một cục đá đá thô á, em có cảm thấy là nó mòn nhanh hơn không? Dạ. Mòn tóc hành luôn à, to hơn. Vậy cái việc cái này, câu hỏi này nó cũng giống như là câu hỏi trong sông môi à, có nghĩa là khách hàng nó dùng cái nhẫn nó đem nó ma sát lên cái này thì titan dioxide và kẽm oxide, như các bạn đã thấy ở công ty mình nó có cái máy nghiền không? Máy nghiền 30 không? Dùng để nghiền titan dioxide và kẽm oxide này các anh chị. Ở ban đầu nó rất là to, sau đó phải nghiền cực nhỏ lên. Đó. Tại vì nó là chống nắng vật lý nè, vật lý nè. Đây được gọi là chống nắng vật lý. Còn Bason MCX nó là hóa học. Đấy, vật lý của mình là ở đây nè. Thì như vậy chúng ta dùng nó giống như một chiếc gương, nắng vô là ra, nắng vô là ra, nhưng phải ở một cái ở mức là nó cực nhỏ. Nhỏ như nano thì có ở đâu? Nhỏ như nano thì ở trong 365. Còn cái nó thô hơn một chút là nó ở 265, 250. Được không? Đó, mình phải hiểu như vậy. Đấy, khi mà nó cực nhỏ thì cái chiếc nhẫn mình thoa lên nó có tác dụng không ạ? Nó không có tác dụng, nó quá mịn rồi, mài sắc rất kém. À, mài sắc rất kém. Giống như các anh chị đi xe máy mà trên con đường mà có nhiều cái viên sạn nhiều, có phải mài sắc cao không? Nhưng mà đi con đường láng mướt như là đường đúc bê tông chẳng hạn, có mài sắc không? Không, thậm chí mà chạy xe nó kêu riu riu, có nghĩa là không có mài sắc. Và nó làm gì? Nó bị bào mòn cái gì ạ? Nhẫn thôi. Được không? Bào mòn nhẫn là do này nó thô. Cho nên khi các anh chị nhìn khá là dùng lên nó có hơi cái lớp make up không? Nó đó. Đó là sự khác biệt giữa hai cái này.